chiến công thứ 8 của Heracles, Maris ở Biomed và cuộc phiêu lưu thu phục những con ngựa ăn thịt người. Trong hành trình chinh phục 12 chiến công khó khăn, Heracles phải đối mặt với một thách thức đầy nguy hiểm, thu phục những con ngựa ăn thịt người tại đất đai của Diomed, một chiến công mà không chỉ đòi hỏi sự mạnh mẽ mà còn yêu cầu khả năng quản lý và tư duy chiến lược. Huyền thoại về Maris of Diomed, sự đen tối của thú cưỡi. Maris of Diomed là bầy ngựa bị lạc lõng và trở nên hung dữ do chúng được nuôi dưỡng bằng thịt người. Chúng thuộc sở hữu của Diomed, vị vua khét tiếng với tâm hồn tàn bạo và thù địch. Nhiệm vụ của Heracles, thu phục và đưa về Mycenae. Eurystheus, vua kiêu ngạo, lại một lần nữa đưa ra thách thức mới cho Heracles, thu phục những con ngựa ăn thịt người và đưa chúng về Mycenae. Một nhiệm vụ không chỉ làm cho anh đối mặt với nguy hiểm mà còn đòi hỏi sự khéo léo và quyết đoán. Cuộc phiêu lưu đến Bắc Bán Cầu, đối mặt với môi trường khắc nghiệt. Heracles bắt đầu hành trình đến Bắc Bán Cầu, nơi Maris of Diomed đã lạc lõng và trở nên hung dữ. Môi trường khắc nghiệt với thảo nguyên mênh mông và khí hậu khắc nghiệt đã làm tăng thêm độ khó khăn của cuộc phiêu lưu. Chiến thuật và chuẩn bị, sự chuẩn bị cho cuộc đối đầu. Heracles nhận thức được sự nguy hiểm của Maris of Diomed và chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh ta mang theo lưới và sử dụng những chiến thuật chiến đấu mới để đối mặt với những thú cưỡi hung dữ. Cuộc đối đầu khốc liệt, sự thách thức và đau khổ. Khi đối mặt với Maris of Diomed, Heracles phải đối diện với sự hung dữ và kỵ sĩ không lương tâm của chúng. Cuộc đối đầu trở nên khốc liệt và sự đau khổ không chỉ đến từ sự hung dữ của những con ngựa mà còn từ việc phải đối mặt với khí cạnh tàn bạo của Diomed. Tình cảm giao hòa, sự hiểu biết và tình thương gia đình. Trong quá trình chiến đấu, Heracles nhận ra rằng sự hung dữ của Maris of Diomed xuất phát từ việc chúng bị nuôi dưỡng bằng thịt người. Thay vì tiêu diệt chúng, anh ta chọn sự hiểu biết và sử dụng tình thương gia đình để thuần hóa chúng. Cuộc hành trình trở về, chiến thắng và sự lòng nhân ái. Heracles với tình yêu thương và tâm huyết, cuối cùng đã chiến thắng Maris of Diomed và dẫn chúng trở về Mycenae. Chiến công này không chỉ là một bước ngoặt trong hành trình của anh mà còn là một bài học về sự lòng nhân ái và khả năng hiểu biết trong việc đối mặt với thách thức.